bạn có tự tin không? Khi anh ấy đến gần bạn, có chứ. Vì mình dùng Head & Shoulders mới để chăm sóc da đầu hàng ngày. Với công nghệ mới chăm sóc da đầu, giúp da đầu bạn khỏe mạnh hơn, cho bạn mái tóc bồng bềnh, đẹp mượt mà và còn sạch gầu nữa. Bạn có tự tin không? Mái tóc đẹp đáng yêu mỗi ngày, Head & Shoulders mới.